Thưa quý vị, đối lập Syria công bố chương trình thời hậu Arnasat, tin từ Bá Linh. Trong lúc chiến trận gia tăng và quốc tế tìm cách đoàn kết đối lập, một nhóm người Syria đã công bố kế hoạch thời hậu Bashar al-Assad. Đây là một trong nhiều nỗ lực của người Syria đề nghị đối với giai đoạn chuyển tiếp đã bị nhiều người lo ngại xung đột sẽ còn tiếp diễn sau khi ông Bashar al-Assad mất hết quyền lực. Sau 17 tháng bạo động, ông Bashar al-Assad tiếp tục nắm giữ quyền lực và chưa có một lãnh tụ đối lập nào được coi là người sẽ có khả năng đoàn kết quốc gia. Ông Mohab Chouchati là một thành viên của Hội đồng Quốc gia Syria, tuyên bố với báo chí ở Bá Linh rằng không có người Syria nào muốn gót giày ngoại quốc ở trong nước, không muốn can thiệp quân sự. Người dân Syria có khả năng lật đổ chế độ. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế cần phải giúp cho người Syria đang phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều chuyên viên ngoại giao nói rằng nếu ông Bashar al-Assad ra đi cũng không bảo đảm đổ máu sẽ kết thúc. Trường hợp tồi tệ nhất là nội chiến sẽ kéo dài nhiều năm. Để xua tan lo ngại này, đối lập Syria đã đưa ra chương trình ngày sau đó với sự giúp đỡ của Viện Hòa bình Hoa Kỳ và Viện Quốc tế An ninh Sự vụ Đức. Ông Arne Anzem là thành viên nhóm Ủy ban Thay đổi Quốc gia nói rằng quốc tế có thể giúp đỡ phương tiện, trong đó có những dụng cụ phi sát thương. Chương trình ngày sau đó nhằm thành lập một chính phủ chuyển tiếp ở Syria. Khoảng 50 người Syria ở trong nước đã tham gia chương trình qua hệ thống Skype dựa trên tinh thần dung thứ, minh bạch và tin cậy. Ông Moriel Aserberg của Viện Quốc tế An ninh Sự vụ Đức nói rằng chương trình ngày sau đó cho thấy đối lập Syria có thể hợp tác trong tinh thần xây dựng để đạt kết quả. Phản ảnh sự đồng ý rộng rãi của các tổ chức chính trị có quan điểm khác nhau đối với một nước Syria mới.